Chương 61, làm trang chủy thủ. Tiêu ngự trên đỉnh đầu bay lên hơn 10 điểm giá trị thương tổn. Đáng chết. Tiêu ngự không nhịn được mắng nói, trạng thái ẩn hình biến mất, từ từ hiện rõ thân hình, hơn 10 điểm giá trị thương tổn không tạo thành vết thương trí mạng, nhưng lại làm mất ẩn hình của tiêu ngự. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả sáu tên cẩu đầu nhân tập trung cả trên người tiêu ngự, bảy cái cơ nỏ lập tức hướng tới vị trí của tiêu ngự trong nháy mắt trạng thái độn hình biến mất, tiêu ngự chạy như điên về phía tây nam. Sáu tên cẩu đầu nhân kêu là lên hướng tới tiêu ngự phóng tới. Hơn hai mươi tên cẩu đầu nhân từ cửa phía tây bắc tràn vào, kêu lên quan quát hoảng loạn, nhằm phía tới tiêu ngự. Từng đạo tên gián sát qua thân thể tiêu ngự mà bay tới, tiêu ngự rất miễn cưỡng tránh né công kích của mũi tên. Một đạo tên bay qua lưng tiêu ngự, vạch một vết thương trên lưng tiêu ngự, trên đầu hắn lập tức bay lên hơn 120 điểm giá trị thương tổn. Tiêu ngự bị dọa tới nhảy dựng lên, cơ nỏ công thành này thật đúng là kinh khủng, vẹn vẹn bị sạc qua một chút, đã làm hắn mất hơn 120 huyết lượng. Không thể lại bị công kích tới, nếu lại bị công kích tới, tiêu ngự sẽ phải đi gặp minh thần. Tiêu ngự vội tăng tốc nhanh hơn. Chỉ vài giây sau, tiêu ngự tựa như một cơn gió, chạy đi hơn 30 mét, nhìn ra phía cửa một chút, lao ra cực nhanh ngay cả tiêu ngự cũng không cách nào tưởng tượng tốc độ của mình có thể nhanh tới như vậy. Ngay khi tiêu ngự tưởng rằng sắp lao ra khỏi hiểm cảnh nguy cơ này là lúc bảy đạo mũi tên đồng thời bắn tới hắn cùng một lúc. Tiêu ngự nắm chặt đào thoát chủy thủy trên tay trái đột nhiên căng thẳng, chú ý tới phương vị bay của bảy đạo tên này. Đào thoát. Tiêu ngự đột nhiên biến mất, một lần nữa xuất hiện, đã cách khoảng cách ban đầu tới 3 mét có hơn. Bảy mũi tên đồng thời bị thất bị, một đạo tên bắn tới trên người đám cẩu đầu nhân đang truy kích tới, cẩu đầu nhân bị lực đạo cực lớn của mũi tên bắn bay ra ngoài tới hơn 10 mét, ngã vật trên mặt đất, chết thẳng cẳng. Vận khí quay lưng, không ngờ truyền tới bên người một cẩu đầu nhân khác. Đào thoát kỹ năng là xuất hiện tùy ý, tiêu ngự không có cách nào khống chế, liên trùy trong tay cẩu đầu nhân kia liền hướng tới tiêu ngự mà đập xuống. Tiêu ngự lùi sau một bước. Phản thủ bối thứ cẩy đầu nhân một kích liên chùy bị thất bại, nền xuống mặt đất, tiêu ngự sử dụng phản thủ bối thứ tránh né công kích của cẩu đầu nhân. Tới sau lưng nó, nhưng không cùng với tên cẩu đầu nhân này dây dưa mà dùng tốc độ nhanh nhất mà tiếp tục chạy như điên về phía cánh cửa phía Tây Nam. Hơn 20 con cẩu đầu nhân từ phương hướng Tây Bắc cũng đã chạy tới theo sát hắn. Bảy cái cơ nỏ lại ngắm về phía tiêu ngự lần nữa, trên cơ nỏ, mũi tên lóe ra ánh thép lạnh lẽo hàng quang bảy cái xoay tròn ngắm vào tiêu ngự bỗng nhiên dừng lại, bởi vì chúng đã mất đi mục tiêu, tiêu ngự đã chạy ra khỏi doanh trại của cậu đầu nhân, nương theo hai bên hàng rào, thành công thoát khỏi bảy cái cơ nỏ. Hơn 10 tên cậu đầu nhân cầm cung không ngừng bắn lên từng đạo mũi tên hướng thẳng tới tiêu ngự. Nhưng toàn bộ đều rơi xuống phía sau tiêu ngự. Một đạo quan mang màu đen rơi xuống trên người tiêu ngự, huyết lượng mất của hắn do cơ nỏ tạo ra trong máy mắt đã được hồi phục. Hướng tới một nơi nào đó trong rừng cây nhìn lại, Tiêu Ngự thấy ám vu phong qua. Có trợ giúp của ám vu, Tiêu Ngự chợt thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chạy nhanh hơn 10 mét, có mấy đạo mũi tên đã công kích lên trên người Tiêu Ngự nhưng có phong qua trị liệu qua, những mũi tên đó căn bản không uy hiếp tới tính mạng của Tiêu Ngự. Đám cẩu đầu nhân này đuổi theo một đoạn, không thấy đuổi theo nữa mà đứng nguyên tại chỗ phẫn nộ rít gào. Nhìn đám cẩu đầu nhân phía sau một chút, tiêu ngự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc đã an toàn trong mảnh đất trống giữa rừng tiêu ngự gặp đám người ám ngục các ngươi tới thật nhanh lúc cẩu đầu nhân vọt vào trong doanh trại là lúc chúng ta hướng tới đây chạy như điên cuối cùng coi như là kịp thời vật tới tay rồi đây là quyển trục tiêu ngự đem quyển trục vứt cho ám ngục nói đa tạ số còn lại đợi lát nữa ta đưa cho ngươi ám ngục tiếp nhận quyển trục nói Ngoại trừ quyển trục ra, trong nhiệm vụ vẫn nhặt được hai kiện nhiệm trang bị. Tiêu ngự đang chuẩn bị đưa ra trang bị. Ám mục vội vàng đưa tay ngăn cản, nói, chúng ta chỉ cần vật phẩm nhiệm vụ, trang bị này quên đi, đó là thu hoạch của ngươi, chúng ta không thể không biết xấu hổ mà cầm. Nhiệm vụ ám mục cần tiêu ngự giúp đỡ chính là cái vật phẩm nhiệm vụ này, căn cứ vào ước định của song phương, tiêu ngự không cần giao nộp trang bị cho ám mục, tiêu ngự đương nhiên cũng không khác khí vui lòng thu nhận được rồi vậy hai kiện trang bị kia là gì nếu như không phải vật của đạo tặc bán cho chúng ta đi ám ngục đột nhiên nhớ ra nói là hai kiện trang bị của đạo tặc một là giới chỉ trên tay ta một là một thanh thủy thủ ta còn chưa kịp nhìn nữa tiêu ngự nói giới chỉ thủy thủ thuộc tính thế nào cho chúng ta coi một chút được không ám ngục đề nghị nói trong lòng hắn đương nhiên cũng tò mò. Phàm dạ, tinh hỏa bọn họ đều lộ ra ánh mắt chờ mong. Được rồi. Nếu đám người ám ngục không cùng mình tranh đoạt trang bị, tiêu ngự không cần phải hẹp hòi như vậy. Tiêu ngự cùng lúc mang giới chỉ cùng chủy thủ trong hành trang của mình ra, nhìn thuộc tính, sửng sốt một chút là kiện lam trang. Mẫn duệ chủy thủ, phẩm cấp, lam trang. Công kích 52, 56, nhanh nhẹn 13, lực lượng 5, tốc độ công kích 3, yêu cầu đẳng cấp 10. Hai kiện trang bị này thuộc tính không tồi. Mặc dù ám mục sau khi xem thuộc tính của hai kiện trang bị ngữ khí có chút hời hợt nhưng nội tâm lại rất hâm mộ, hai kiện trang bị này so với mấy kiện trang bị trên người bọn hắn đều phải tốt hơn, nhất là thanh chủy thủ lâm trang này, nếu như giao bán trên thị trường, ít nhất có thể bán được 5-60 kim tệ. Đương nhiên, ám mục cũng không nói một đằng làm một nẻo. Trái lại, thật là thuộc tính thật mạnh, mấy món trang bị này không dùng nữa cũng đừng quân huynh để chúng ta, nhất định phải bán cho chúng ta. Đạo tặc tinh hỏa nhìn trang bị. Ba hoa một hồi. Không có vấn đề. Tiêu ngự đáp, nhân tình này vẫn sẽ cho tiêu ngự, đám người ám ngục mặc dù không coi như bằng hữu, nhưng dù sao cũng là khách hàng của mình, sau này còn phải nhờ bọn họ chiếu cố tới sinh ý của mình. Cái thanh mẫn duệ chủy thủ này phải tới cấp 10 mới dùng được, tiêu ngự thu thanh chủy thủ này lại, đặt ở trong góc hành trang. Ngươi không xem quyển trục của chúng ta có tác dụng gì sao? Ám ngục dơ quyển trục trên tay lên, hỏi, trong lòng hắn rất buồn bực, chẳng lẽ tiêu ngự một điểm cũng không hiếu kỳ? Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi tự nhiên sẽ nói. Nếu như không muốn, ta hỏi cũng vô dụng. Tiêu ngự thản nhiên nói, hắn không phải là loại người thích truy đuổi căn nguyên mọi việc, đôi khi biết còn không bằng không biết. Chương 62 Thanh gia giả nhân, nhiệm vụ liên hoàng Tiêu ngự trầm tư, mình cũng nhận được nhiệm vụ từ đạo sư đạo tặc áo đức cũng là một cái nhiệm vụ liên hoàng sao, bất quá nhiệm vụ kia cũng chỉ có hai vòng. Tiêu ngự hờ hủng, đối với kiện trang bị tử trang hắn không có hứng thú, dù sao cũng không thuộc về mình, nhiệm vụ hoàn thành, một ngàn nhân dân tệ tới tay, đối với tiêu ngự mà nói, là chuyện cao hứng nhất rồi. Chúng ta trở về thị trấn nhỏ tháp ba khắc giao nhiệm vụ đây, ngươi thì sao? ám mục nhìn về phía tiêu ngự hỏi. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có công chuyện khác trọng yếu phải hoàn thành. Tiêu ngự nói. Từ nơi này tới áo phong hạp cốc không xa, tiêu ngự chuẩn bị qua đó một chút, nhìn xem có thể thu thập được một ít huyết lâm thảo hay không. Nếu vậy thì sau này gặp lại, sau này có cơ hội hợp tác. Còn 500 nhân dân tệ nợ ngươi sau này trở về thị trấn nhỏ tháp ba khắc ta sẽ chuyển nốt. Ám mục nói, hắn đại khái đoán được hành trình tiếp theo của tiêu ngự, đối với đảm lược của tiêu ngự, ám mục vẫn rất bội phục, hiện tại mới tám cấp mà dám xông vào áo phong hạt cốc. Sau này còn gặp lại. Tiêu ngự nói, chuẩn bị rời đi. Nhìn tiêu ngự, đạo tặc tinh hỏa miệng giật giật không nói lên lời. Tinh hỏa tự hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, tiêu ngự nghi hoặc nhìn thoáng qua tinh hỏa. Không có chuyện gì ta đi trước đây. Tiêu ngự tạm biệt đám người ám ngục, hướng tới áo phong hạp cốc đi tới. Ngươi nói không phải muốn bái lại vi sư sao? Nhìn thấy tiêu ngự rời đi, phàm dạ đẩy đẩy tinh hỏa nói. Tinh hỏa buồn bực như cáo tiếc nói, ta thật ra muốn lắm, bất quá thôi đi, phòng chừng hắn cũng không đáp ứng, vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lạnh lẽo như một khối băng vậy, ta nói lời gì cũng không ra được a, à, thằng khỉ. Phàm dạ mắng, bất quá tinh hỏa nói cũng đúng, cho dù là tinh hỏa có nói tiêu ngự cũng sẽ không đáp ứng, những người có kỹ thuật cao siêu như vậy sẽ giấu kín những kỹ xảo mình đã mò mẫm ra được. Tiêu Ngự chưa chắc đã đồng ý chỉ giáo tinh hỏa. Chúng ta trở về thôi. Ám Mục nhìn thoáng sau lưng Tiêu Ngự nói. Hắn đi áo phong hạp cốc. Phong Qua nói bên cạnh. Ta nghĩ đúng vậy. Ám Mục gật đầu. Ha ha, áo phong hạp tóc hắn cũng dám đi, hai đoàn đội tới 50 người đều bị tiêu diệt phải trở về. Đạo Tặc tinh hỏa kinh ngạc nói. Cái này nói cũng không chừng, ta phỏng chừng hắn là vì huyết lâm thảo mà đi, dựa vào đặc thù nghề nghiệp đạo tặc cũng không nhất định không có thu hoạch gì. Với bản lãnh của tiêu ngự lấy ra vài cộng huyết lâm thảo hẳn là không có vấn đề gì. Phạm dạ phản bác nói. Có lẽ vậy. Ám mục nói, nhìn thoáng qua hướng tiêu ngự biến mất, mang theo thành viên trong tổ đội hướng đến thị trấn nhỏ tháp ba khắc đi tới. Hắn phải nhanh nhanh một chút đi nhận phần thưởng của nhiệm vụ, nên đi trước tiêu ngự. Áo phong hạp cốc hẳn là ở phương hướng này. Tiêu ngự đi vào một con đường sơn đạo nhỏ hẹp và dài, hắn cẩn thận chú ý tình huống chung quanh, gặp phải quái vật liền nhanh chóng tránh né, do sao áo phong hạp cốc quái vật chung quanh cấp bậc rất cao. Tiêu ngự mới chỉ 8 cấp, làm sao có thể địch nổi quái vật 20 cấp. Cứ đi theo đường sơn đạo kéo dài, cuối cùng cũng tới một chỗ dốc thẳng đứng, nhìn lại phía trước, là một khe núi rất rộng lớn và sâu, phía đối diện bên trên là một thác nước chảy tràn xuống, hình thành trong hẻm núi là một dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy về phương xa, trong hẻm núi khí hậu ấm áp như mùa xuân, thường thường có một ít tiếng chim kêu réo rắc, thật sự là một tiên cảnh ở nhân gian. Tiêu ngự đứng tại con dốc một hồi lâu, bất ngờ hướng tới áo phong hạp cốc mà đi tới. Hệ thống, ngươi phát hiện ra áo phong hạp cốc. Tiến vào trong áo phong hạp cốc, tiêu ngự càng thêm cẩn thận, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vậy nên phải chuẩn bị kỹ càng ngoài ra hắn còn phải tìm tò dưới mặt đất tìm kiếm huyết lâm thảo trong hẻm núi này cây cối sum xuê khắp nơi đều là những đại thu sinh trưởng trên mặt đất ánh sáng mắt trời không ngừng di chuyển làm cho khu rừng rậm tràn ngập vẻ thần bí tiêu ngự từ trong rừng cây đi tới đi lui qua một gốc cây cự mộc hắn dừng chân lại một chút phát hiện ra bí mật đằng sau gốc cây to lớn này một quái nhân người cao lớn da dẻ toàn thân màu xanh biếc, trong tay cầm một cây lan nha bổng. Đang lêu lỏng dạo chơi trong rừng. Đây là loại quái vật ở hẻm núi này, thành gia giả nhân, 20 cấp quái. Tiêu ngự yên lặng chờ cho tên giả nhân này đi quái mới tiếp tục đi tìm huyết lâm thảo. Đi qua một khu vực khá trống trải, một cây khô mộc cực lớn chắn ngang trước mặt tiêu ngự, cây khô mộc này như bị ngã vào giữa rừng cây vậy, mưa gió đã ăn mòn nó làm cho nó chỉ còn lại một mảnh xác không này mà thôi, trên khô mộc sinh trưởng đủ loại thực vật màu xanh biếc, làm cho nó có vài phần sinh khí màu xanh biếc. Tiêu ngự đang chuẩn bị vòng qua, ánh mắt dừng lại ở một xó xỉnh ẩm ướt phía dưới khô mộc. Quyết lâm thảo thích sinh trưởng ở một nơi ẩm ướt không có ánh mặt trời chiếu vào, phía dưới khô mộc đã trở thành một địa điểm lý tưởng để sinh trưởng của nó, ở một góc bí mật phía dưới khô mộc, một gốc cây sắc màu thâm đen đang lặng lặng mà sinh trưởng. Là huyết lâm thảo. Tiêu ngự mắt sáng lên, quan sát bốn phía chung quanh xác định không có bất kỳ con quái vật nào chung quanh mới hướng đến nơi đó đi tới ngồi trầm hổng bên khô mộc bắt đầu thu thập huyết lâm thảo tiêu ngự cẩn thận hái huyết lâm thảo tới tay vừa là một lọ thuốc hạ cấp hồi phục hoàng trong nháy mắt tiêu ngự mỉm cười đem huyết lâm thảo cất vào trong bình thủy tinh sau đó bỏ vào trong hành trang sau khi thu thập xong tìm tòi xung quanh một chút nhưng không thấy có cây huyết lâm thảo nào nữa sinh trưởng Tiêu ngự đứng lên, tiếp tục tìm kiếm ở trong rừng. Đi một hồi quanh rừng cây, xuất hiện rất nhiều bóng dáng thanh gia giả nhân, một đám thì vai mang lan nha bỗng cực lớn, trong rừng cây mà đi lại, tình hình này làm cho người ta rất sợ hãi. Không nên tiến vào hang ổ của bọn nó. Tiêu ngự nghĩ, nhanh chóng lui về phía sau tìm đường khác. Cả áo phong hạp cốc có một đại lượng đông đảo quái vật cấp 20 hoạt động. Đối với tiêu ngự mà nói, tràn ngập nguy hiểm, bởi bất kỳ một con quái cấp 20 này hắn đều không có khả năng địch nổi. Một nơi cách không xa rừng cây truyền tới một tiếng vang nhỏ, tiêu ngự nhanh chóng trốn sau một gốc cây đại thụ, lấy rễ cây làm công sự che chắn cho mình, nhìn thoáng qua lại phía sau, cách vị trí của tiêu ngự không tới 5 mét có ba tên thanh gia giả nhân đang khiêng lan nha bỗng đi qua. Nguy hiểm thật, may là chúng nó không phát hiện ra mình. Nhìn thấy thanh gia giả nhân đi xa, tiêu ngự hướng tới phía trước bước đi. Chương 63, Hái thuốc Bất quá vấn đề này cũng khó trách, huyết lâm thảo nếu kiếm tìm dễ như vậy, cũng sẽ không trân quý như thế. Xa xa truyền tới thanh âm của suốt chảy, tiêu ngự đi xuyên qua một rừng cây trước mặt, phía trước là một mảnh dập dần bồng bềnh, làm cho người khác cảm thấy tươi mát. Đi tới con đường ven sông, tiêu ngự tiếp tục lần mò tìm kiếm huyết lâm thảo. Bên bờ sông chất đóng các loại khô mộc, đều là từ trên thượng nguồn rơi xuống đây, vì vậy cung nơi sinh trưởng thuận lợi cho các loài thực vật bờ sông này có rất nhiều nơi là địa phương sinh trưởng thuận lợi cho huyết lâm thảo nói không chừng có thể tìm kiếm được một ít huyết lâm thảo tiêu ngự vừa nghĩ liền tìm tới các địa phương âm u ẩm ướt sau một hồi cẩn thận tìm tòi rốt cuộc cũng không phụ lòng người vừa lại phát hiện ra một cây huyết lâm thảo nữa đang lẳng lặng sinh trưởng ở trong khe hẹp của một ít khô mộc thanh âm gì Tiêu ngự sau khi thu thập xong cây huyết lâm thảo, đứng lên, hắn nghe thấy từ trong hồ nước truyền lên một ít thanh âm kỳ quái, một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên nảy sinh trong lòng. Xung sao, mặt nước đột nhiên bắn lên đầy trời bọc nước, trong cục nước, một con cá sấu thật lớn toàn thân bao trùm lân giáp màu xám chui lên khỏi mắt nước. Lao thẳng vào tiêu ngự, tốc độ nhanh mạnh vô cùng. Tiêu ngự đã từng nhìn thấy cá sấu ăn thịt người trên TV, quá trình đó diễn ra với tốc độ vô cùng nhanh chóng, cơ hồ chỉ mất vài giây là hoàn thành, nhưng không nghĩ tới, chuyện như vậy sẽ phát sinh trên người mình. Con cá sấu dương cái miệng rộng, cắn tới tiêu ngự, một cổ hơi thở tanh hôi phả vào mặt hắn. Nhìn hàm răng bén nhọn của nó, hắn biết, hàm răng của cá sấu có lực cực kỳ lớn, thậm chí có thể cắn đứt kim loại, một khi bị cắn, hắn tất phải chết. Con cá sấu này phỏng chừng là quái cấp 20, nếu như bị công kích, thưởng tổn chắc chắn không phải tiêu ngự có thể chịu được nhìn thấy cá sấu hướng tới mình mà đánh, tiêu ngự trong cái khó ló cái không, nằm xuống lăn ra ra ngoài. Còn cá sấu liền theo sát hắn, tiêu ngự nhanh chóng ông lấy dưới hạm con cá sấu, chủy thủ trong tay phải linh hoạt đâm thẳng vào mắt nó. Con mắt của cá sấu là yếu ớt nhất, một tia máu phọt lên. Viễn cổ vẫn ngạc, 20 cấp. Là quái cấp 20, con viễn cổ vẫn ngạc này có đủ 2.000 huyết lượng, bởi vì tác dụng của hiệu ứng cấp bậc tiêu ngự công kích đối với nó không tạo thành giá trị thương tổn nào. Bị tiêu ngự ông lấy cùng công kích, con cá sấu này trở lên dị thường táo bạo, cái đuôi nó vung lên một cái. Một tiếng vang lên, đánh vào một khô mộc trên bờ sông, trực tiếp cắt đứt ngang thân cây này. Tiêu ngự gắt gao ông lấy viễn cổ vẫn ngạc, chủy thủ trong tay phải không ngừng đâm vào mắt của nó. Viễn cổ vẫn ngạc nhanh chóng nhắm hai mắt lại, chủy thủ của tiêu ngự đâm vào mí mắt của nó phát ra tiếng đinh định đang đang, tự như đâm vào thép vậy, trên đầu viễn cổ vẫn ngạc bay lên một điểm giá trị thương tổn tượng trưng. Viễn cổ vẫn ngạc dãy dù một chút, một mũi gai nhọn trên lưng nó xẹt qua vai tiêu ngự, trên đầu hắn lập tức bay lên hơn 30 giá trị thương tổn. Không thể tiếp tục theo nó nữa. Chủy thủ ở tay phải tiêu ngự không có ngừng công kích vào mí mắt viễn cổ vẫn ngạc, chuẩn bị thời cơ, đột nhiên buông tay, chạy vào trong rừng rầm. Viễn cổ vẫn ngạc đột nhiên bị mất đi trói buộc, mở mắt, phát hiện ra tiêu ngự đang chạy vào trong rừng rậm, nhanh chóng đuổi theo, đánh về phía hắn. Viễn cổ vẫn ngạc là quái vật có tốc độ di chuyển tương đối nhanh, hơn nửa lúc đang săn mồi, tốc độ nhanh tới kinh người, cái miệng rộng lại lần nữa hướng tới tiêu ngự. Mắt thấy con cá sấu này đã đuổi tới trước mặt, hàm răng sắc nhọn lấp lóe hàng quan thật khiếp người. Đào thoát Tiêu ngự sử dụng đào thoát kỹ năng. Đột nhiên biến mất, xuất hiện ở khoảng cách hơn 3 mét kịp thời tránh thoát sự đeo đuổi của viễn cổ vẫn ngạc viễn cổ vẫn ngạc vẫn tưởng rằng con mồi đã tới tay rồi đột nhiên lại biến mất trước mắt nó nó không dừng lại được theo quán tính bay tới cắn vào một gốc cây đại thụ kéo theo một lượng lớn vỏ cây xuống nhìn thấy lực cắn xé đáng sợ của con cá sấu này tiêu ngự kinh hãi tới thất sắc hắn lại nhanh chóng chạy trốn rốt cuộc cũng thoát khỏi con quái vật đó bị con viễn cổ vẫn ngạc truy kích thật sự là một quá trình nguy hiểm tiêu ngự đưa ra kết luận bờ sông so với rừng rậm còn không an toàn hơn. Tiêu ngự tìm một góc hẻo lánh, ăn bánh mì hồi phục huyết lượng đã mất vì con viễn cổ vẫn ngạc vừa rồi. Tìm tòi hơn 35 phút đồng hồ mới thu thập được hai cây huyết lâm thảo, mà tính mạng phải nguy hiểm trùng trùng mới thu thập được, nếu như vậy còn không bằng đi giết quái còn tốt hơn. Tiêu ngự oán giận, đang lúc trong lòng phiền muộn thì phát hiện ra cây huyết lâm thảo thứ ba, cây huyết lâm thảo này sinh trưởng trên rễ một cây đại thụ, mà ở cách không xa cây huyết lâm thảo này có hai tên thanh gia giả nhân đang cầm lan nha bỗng đi tới. Trước tiên chờ chúng đi qua đã. Tiêu ngự ở một địa phương tương đối bí mật ẩn núp. Hai tên thanh gia giả nhân từ đi qua cây đại thụ dần dần đi xa. Tiêu ngự đi ra, xem xét một chút, xác nhận chung quanh không có thanh gia giả nhân, liền tới bên cạnh cây huyết lâm thảo, bắt đầu thu thập. Thu thập xong huyết lâm thảo, đang định rời đi, tiêu ngự bỗng nhiên phát hiện. Trước sau đều có một thanh gia giả nhân đang hướng tới mình, hai mặt đối mặt, thanh gia giả nhân kia đã phát hiện ra mình. Tí chuồng mất. Thanh gia giả nhân thè lưỡi màu đỏ, liếm đôi môi khô khốc của mình một cái, hai mắt bốc lưỡi nhìn tiêu ngự. Cảm giác mình đã trở thành thực vật, tiêu ngự cũng không muốn là thức ăn trên khay cơm của đám người thô lỗ này. 36 kế, chuồng là thượng sách, chân ta như bôi mỡ, chuồng thôi thanh gia giả nhân phía sau kia cũng phát hiện ra tiêu ngự cua lan nha bỗng vọc lên tiêu ngự liếc mặt nhìn chung quanh một chút lựa chọn phương hướng thích hợp để bỏ trốn chạy điên cuồng oanh lan nha bỗng nện vào nền đất phía sau tiêu ngự hung hăng đánh vào rễ cây đại thụ làm cho cây đại thụ này không ngừng rung rẩy thanh gia giả nhân còn lại chậm chạp hơn dùng sức trút lan nha bỗng trong miệng phát ra tiếng kêu la tức giận đuổi theo tiêu ngự Hai con thanh gia giả nhân cua thanh Lan Nha bỗng thật lớn trên tay, mỗi bước đuổi theo, bàn chân dẫm lên mặt đất tạo thành chấn động thật lớn như động đất vậy. Mặc dù hành động có vẻ chậm chạp, nhưng tốc độ chạy của chúng lại không chậm, bởi vì chúng tương đối cao lớn, mỗi bước chạy của chúng nó là được 3 mét lận, tốc độ phải nhanh tới kinh người. Lan Nha bỗng lại hướng tới tiêu ngự đập xuống, quang một tiếng thật lớn, trên mặt đất hiện lên một cái hố sâu, đá vụn gỗ vụn bắn tứ lung tung. Động hình. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái ẩn trốn mạnh mẽ, đi tới một cây đại thụ bên cạnh, trốn ở trong đám rễ cây, thông thả thoát đi. Chương 64: Tinh linh tặc. Chung quanh đây cũng không an toàn. Tiêu Ngự lặng lẽ di động tới một nơi khác hẻo lánh hơn, tránh thoát khỏi tầm mắt của thanh gia giả nhân, thấy hiệu quả ẩn trốn của kỹ năng động hình biến mất hắn nhanh chóng mở ra kỹ năng tìm hành tiếp tục đi ra bên ngoài rút lui từ trong truy kích của hai tên thanh giả giả nhân mà thoát ra tiêu ngự thở phào một cái trong phiến rừng rậm này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm nhất là địa phương sinh trưởng của huyết lâm thảo quái vật đi qua tần suất rõ ràng cao hơn ở các địa phương khác một chút mấy lần ở trên bờ sinh tử tồn vong tiêu ngự trong lòng vẫn còn sợ hãi thu thập đủ hai cây nữa rồi rời khỏi nơi này thôi năm bình hạ cấp hồi phục hoàng trong nháy mắt, hẳn là đủ dùng trong thời kỳ này, trước mắt chỉ cần dùng năm bình sau một đoạn thời gian nữa, đợi được hơn 20 cấp, quay trở lại nơi này thu thập huyết lâm thảo tất nhiên sẽ không nguy hiểm như vậy. Tiêu ngự tiếp tục xuyên rừng, tìm kiếm tung tích huyết lâm thảo. Xuyên qua một khối rừng âm u lầy lội, ánh mắt tiêu ngự dừng lại ở một khối khô mộc ở bãi cỏ phía trước, tiêu ngự phát hiện ra một gốc cây huyết lâm thảo, gốc huyết lâm thảo màu đen này đang an tĩnh sinh trưởng dưới dưỡng chất từ khô mộc sinh ra. Nơi này thoáng đáng như vậy, nếu như bị phát hiện khẳng định chạy không thoát. Tiêu ngự khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn qua một chút, một tên, hai tên, ba tên, tổng cộng có ba tên thanh gia giả nhân hoạt động tại gần nơi này, lúc thu thập huyết lâm thảo, khẳng định sẽ bị phát hiện, tính mạng lại tiếp tục bị đe dọa. Tiêu ngự tính toán, ánh mắt tìm kiếm bốn phía, tìm kiếm phương cách thích hợp thu thập cây dược thảo này. Có thể dùng tìm hành đi tới gần, thu thập dược thảo, sau đó dùng động hình cùng đào thoát thoát đi. Tiêu ngự vừa nghĩ, ánh mắt chuyển tới bãi có đối diện cây đại thụ bên cạnh. Người chơi. Tiêu ngự sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới không ngờ lại có thể gặp người chơi khác ở chỗ này. Một người mặc một bộ gì giáp đạo tặc màu xám ẩn núp ở bên cạnh cây đại thụ, ánh mắt của hắn cũng rơi vào cây huyết lâm thảo kia, mục tiêu của đạo tặc này hiển nhiên giống tiêu ngự, đều là vì cây huyết lâm thảo nọ. Cái người chơi đạo tặc kia dường như cũng cảm giác được điều gì, hướng tới chỗ tiêu ngự nhìn đến, hai mắt đối mặt, đạo tặc kia dường như mặt cũng ngẩn ra. Người này thuộc thiên sứ liên minh. Tiêu ngự rất nhanh từ diện mạo đặc thù mà phân biệt được. Người kia hẳn là một tinh linh tặc, bởi vì tinh linh đều có lỗ tai rất dài. Tinh linh trời sinh có thiên phú ẩn trốn cùng thiên phú nhanh nhẹn, là một trong chủng tộc thích hợp nhất để làm đạo tặc tinh linh tạc và vong linh tạc là hai loại hình đạo tặc có khả năng tê ca cực mạnh đây là nhận thức chung của tất cả các game thủ hai người đều có mục đích là cây huyết lâm thảo vừa lại thuộc về hai liên minh bất đồng nhau hai người cùng tranh chấp tất nhiên là có một bị thương nhất là ở dưới tình huống nguy hiểm này tình cảnh của song phương đều phi thường nguy hiểm một khi phát sinh tranh đấu nói không chừng hai người đều trốn không thoát Tiêu ngự đánh giá đối phương một chút, tên kia ước chừng 26 tuổi, trang bị trên người phần lớn đều là lục trang, chủy thủ ở tay phải phát ra hàng khí bức người, hẳn là một kiện trang bị không tồi, trên lưỡi dao của chủy thủ ở tay trái phát ra màu xanh lục, hiển nhiên là có độc. Có thể tới nơi này, tất cả đều là cao thủ, tiêu ngự tất nhiên không thể xem thường đối phương được. Hai người đánh giá lẫn nhau một hồi, ý thức được đối phương rất khó đối phó, đều lựa chọn án binh bất động tinh linh tặc hả ta muốn thử một chút xem sao chủy thủ trên tay phải tiêu ngự xoay một vòng tròn hoàng mỹ rồi lại vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn tiêu ngự trầm tĩnh nhìn về phía tinh linh đạo tặc kia một khi quyết định chuyện gì hắn tuyệt đối sẽ không quay đầu lại tinh linh tặc kia của do dự một chút hắn cũng không có ngờ được ở nơi này lại gặp phải một người chơi thuộc liên minh đối địch lại là đạo tặc nữa dám tới địa phương như thế này hẳn là kỹ thuật không thể kém nếu hai người phát sinh tranh đấu ai thắng ai thua còn khó đoán, nhưng là chấp tay nhường lại huyết lâm thảo đối với hắn mà nói thật không cam lòng. Đang lúc tinh linh tặc kia đang do dự thì tiêu ngự chậm rãi di động tới huyết lâm thảo. Tiểu tử, muốn chết. Nhìn thấy tiêu ngự muốn chiếm đoạt huyết lâm thảo, tinh linh tặc kia phát hỏa, hắn cảm giác được đang bị đối phương khiêu khích. Tìm hành. Tìm hành. Hai người cơ hồ đồng thời tiến nhập vào trạng thái tìm hành, song phương tầm nhìn đều mất, trong lúc này tạm thời không thể xác định rõ vị trí của đối phương, duy nhất có thể xác định là song phương đều nhằm đến huyết lâm thảo mà tiến tới. Nhìn không thấy tinh linh tặc, tiêu ngự chỉ có thể dựa vào phương hướng di động trước khi tìm hành của hắn mà phán đoán ra đại khái vị trí. Phía trước yên tĩnh không có một chút gió thổi lay cỏ nào cả, đối phương là cao thủ, chưa có lưu lại dấu vết nào cho tiêu ngự. Đấu một chút đi. Tiêu ngự cảm giác như lòng mình đang động đậy, hắn lần đầu phát hiện ra mình phải thắng trong cuộc sống ngoài đời đầy cực khổ của mình tâm của tiêu ngự chưa bao giờ chịu thua cả sau khi tiến vào trò chơi như cá gặp nước tiêu ngự rốt cuộc thành lập được sự tự tin cường đại của mình ta sẽ không thua người trong trò chơi này ta sẽ không thua bất kỳ kẻ nào đây là tín niệm kiên định của tiêu ngự hắn tới gần huyết lâm thảo có thể cảm giác được đối phương đã ở gần phụ cận của huyết lâm thảo rồi hai người đều tỉnh táo chờ đợi thời cơ mặc kệ là ai động thủ thu thập huyết lâm thảo trước tức là tự bộc lộ vị trí bản thân của mình, đưa mình vào hoàn cảnh rất bất lợi. Hai người đều tỉnh táo chờ đợi. Chủy thủ sắc bén lặng lặng phóng thích ra hàng khí lạnh lẽo, cả thế giới đột nhiên lâm vào yên lặng, chung quanh nặng nề tới đáng sợ. Sơn Vũ muốn tới, khí tức ngưng trọng làm cho trống ngực người ta lâm vào trạng thái ngưng động. Xem ai chờ không được. Tinh linh tặc đứng bên trái huyết lâm thảo chừng một mét mai phục, một khi tiêu ngự động thủ hắn sẽ khống chế tiêu ngự trong giây lát rồi giết chết hắn tiêu ngự quét một vòng địa hình chung quanh chậm rãi di động tới bên trái địa thế nơi này hơ cao là nơi đối phương mai phục dễ dàng nhất cước bộ của tiêu ngự cực kỳ chậm rãi nếu đối phương là cao thủ khẳng định sẽ cướp đoạt địa hình có lợi thế đi theo phía trái khả năng gặp đối phương là phi thường lớn thần kinh của tiêu ngự rất căng thẳng lỗ tai gắng sức lắng nghe động tỉnh chung quanh mỗi khi gặp phải một hồi sinh tử đấu nhất là đạo tặc quyết đấu, vài giây có thể quyết định thắng bại. Đến đây đi. Trong mắt tiêu ngự hiện lên một tia hưng phấn. Chương 65, Dĩ Kỳ Nhân Chi Đạo Là hắn, chủy thủ trong tay tiêu ngự như độc xà xuất động hướng tới phía trước mà đâm. Phốc máu tươi bắn tung tóe, chủy thủ của tiêu ngự đã đâm trúng bả vai của tinh linh tặc kia, tinh linh tặc phản ứng cũng khá nhanh, chủy thủ cũng đâm tới tay trái của tiêu ngự. Là tiêu ngự dò xét ra vị trí của tinh linh tặc kia trước lên hắn công kích chuẩn xác hơn một chút. Chủy thủ trong tay tinh linh tặc sau khi đánh trúng, trạng thái tiềm hành của tiêu ngự từ từ biến mất, tinh linh tặc kia không có dừng tay, tay trái lục quan xuất hiện, chọc tới tiêu ngự. Thanh chủy thủ này nào đồ có độc? Mặc kệ là độc gì, tiêu ngự cũng không dám nếm thử phản thủ bối thứ tiêu ngự sườn né qua một bên tránh công kích của tinh linh tặc một chiêu phản thủ bối thứ ra tay chủy thủ mau lẹ như gió nếu như trúng mục tiêu một chiêu cũng bị mất mạng đôi mắt của tiêu ngự lấp lánh hàng quang lạnh lẽo tay trái của tinh linh tặc công kích thất bại phát hiện ra động tác của tiêu ngự là phản thủ bối thứ tinh linh tặc đột nhiên xoay người chủy thủ trong tay phải lại ra tay phản thủ bối thứ Tinh Linh tặc lợi dụng phản thủ bối thứ né tránh công kích của Tiêu Ngự rồi phản công lại rất sắc bén. Trước mắt Tiêu Ngự đột nhiên thấy mất mục tiêu, biết là không ổn lập tức thi triển động hình. Đinh, tinh linh tặc kỹ năng phản thủ bối thứ bị hiệu quả vô địch trong một giây của Tiêu Ngự ngăn cản, phát hiện ra Tiêu Ngự đã biến mất, tinh linh tặc lại dùng tay trái chọc ra ngoài một phát, muốn bài trừ trạng thái ẩn hình của Tiêu Ngự, nhưng một kích đã trượt rồi. Nguy hiểm thật. May mắn Tiêu Ngự cơ trí chạy trốn nhanh, mới không bị tên tinh linh tạc kia công kích trúng. Người này chạy trốn rất nhanh. Tinh linh tạc không có công kích nữa sợ bị đánh lén, thân thể cũng dần dần biến mất, cũng tiến nhập vào trạng thái tàn hình. Tên kia trên người cũng có hai kỹ năng ẩn hình. Nhìn thấy tinh linh tạc biến mất, tiêu ngự đi ra ngoài bãi cỏ, chuẩn bị tìm một chỗ núp kỹ, chờ đợi thời gian đóng băng kỹ năng kết thúc. Bởi vì tinh linh tạc kia cùng tiêu ngự đột nhiên xuất hiện, ba tên thanh gia giả nhân bên cạnh hướng bên này nhảy vọt tới, không còn thoát đi mà nói, hai người bọn họ chắc chắn mất mạng. Tiêu ngự ẩn tàng sau một gốc cây đại thụ, giao thủ mới chỉ trong vài giây đồng hồ mà thôi, song phương giao chiến không có phân ra thắng bại, nhưng làm cả hai người bọn họ lần nữa ý thức được đối phương cực kỳ khó đối phó. Mới vừa rồi tinh linh tạc phản kích sắc bén là cho tiêu ngự phải giật mình, nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay phải. Nguyên phản thủ bối thứ còn có thể sử dụng như vậy nữa. Tiêu Ngự quả thật trung động một phen, Tinh Linh Tặc kia lợi dụng phản thủ bối thứ để tránh né kỹ năng phản thủ bối thứ, động tác đó làm cho Tiêu Ngự khắc sâu ấn tượng. Mỗi người đối với kỹ năng đều có những lĩnh ngộ riêng không giống nhau, Tinh Linh Tặc kia đối với kỹ năng phản thủ bối thứ lĩnh ngộ so với mình hiển nhiên cao hơn một chút, mình đối với giải thích kỹ năng là vẫn còn câu nệ hình thức, chỉ mới giao chiến với Tinh Linh Tặc một lúc Tiêu Ngự đã trở lên sáng tỏ thông suốt rồi. Lợi dụng phản thủ bối thú phá giải phản thủ bối thứ ta cũng sẽ làm như vậy. Tiêu Ngự nghĩ trong đầu một cảnh chiến đấu, khóe miệng lộ ra vẻ cười tự tin. Tiêu Ngự không biết chính là kỹ thuật của hắn cũng là cho tên tinh linh tặc kia phi thường giật mình, hắn tưởng rằng mình có thể sử dụng phản thủ bối thứ xuất kỳ bất ý làm cho Tiêu Ngự dính một kích nặng nề, lại không nghĩ rằng Tiêu Ngự dĩ nhiên lại có loại kỹ năng chạy trốn gần giống với Tật Phong Bộ, năng lực phản ứng nhanh nhạy của Tiêu Ngự làm người khác phải giật mình dưới tình huống như vậy không ngờ còn có thể thi triển ra kỹ năng kịp thời. Kỳ phùng địch thủ, tinh linh tạc trong mắt hiện lên chiến ý mãnh liệt, trốn ở một góc bãi có một lúc chờ đợi thời gian đóng băng kết thúc, bọn hắn sẽ giao thủ lần thứ hai. Gặp phải tinh linh tặc đã cho tiêu ngự một chút cảnh cáo, cả hệ thống mạng cao thủ là phi thường nhiều. Mình chỉ đứng ở một thị trấn nhỏ bằng lòng bàn tay như tháp ba khác mới không có gặp những game thủ cao thủ, sau này mặc kệ là gặp được ai cũng không được khinh địch. Ba tên thanh gia giả nhân tìm tòi trên bãi có một hồi lâu, cũng không có phát hiện ra hai người kia, rốt cuộc không cam lòng mà rời đi. Kỹ năng tìm hành xong. Kỹ năng động hình xong. Tiêu ngự suy nghĩ một chút, đứng nguyên tại chỗ ước chừng hơn 10 s, sau đó tiến nhập vào trạng thái tìm hành lần nữa, hướng tới huyết lâm thảo đi đến. Nhìn xem ai có thể là người đến cuối cùng. Tiêu ngự thắt lưng như mèo, tại phía đông huyết lâm thảo mai phục, lặng lặng chờ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi trúng khóng huyết lâm thảo, làm lá nó như cánh quạt mà không ngừng chuyển động vậy. Khoảng cách gần một mét, mặc dù vật rất hấp dẫn ngay trước mắt, tiêu ngự cũng không có thể động tới nó, bởi vì vừa chạm vào, tất bị lộ hình dáng. Nói về ẩn dấu, vòng linh tặc so với tinh linh tặc thì yếu kém hơn nhiều. Vô luận là thời gian ẩn hình hay hiệu quả ẩn hình, vòng linh tặc đều không thể so sánh với tinh linh tặc được, lấy nhược điểm của mình đấu với sở trường của người khác sẽ là cho mình rơi vào tình thế xấu. Phải dẫn rắn rời hang thôi. Ánh mắt tiêu ngự rơi vào trên cây huyết lâm thảo, đem chủy thủ ở tay trái đặt vào hành trang, chủy thủ ở tay phải cảnh giới, tay trái hướng tới huyết lâm thảo duỗi qua. Dùng tay trái đánh một chút vào huyết lâm thảo sau đó thân hình tránh ra một bên, một đạo hàng khí hướng thẳng đến tiêu ngự bước tới. Tới. Tiêu ngự nhanh chóng lùi về sai, một đạo hàng quan kia đã thất bại. Chẳng lẽ ta lầm? tinh linh tặc trúc thanh chủy thủ trống không về, trong lòng buồn bực mới vừa rồi rõ ràng thấy dị động ở huyết lâm thảo, là hoa mắt, ức chế hay gió thổi. Căn cứ vào cảm giác tình huống vừa rồi, tiêu ngự rất nhanh phán đoán vị trí của tinh linh tặc, chủy thủ trong tay phải lập tức chọc tới vị trí của tinh linh tặc, chủy thủ nhanh như thiểm điện, hắn không cho tinh linh tặc bất kỳ thời gian phản ứng nào. Phốc, huyết hoa bắn tung, tinh linh tặc đã bị tiêu ngự công kích chuẩn xác tinh linh tặc chịu công kích lập tức tiến hành phản kích chuỷ thủ trong tay đón đỡ công kích của tiêu ngự dịch cốt thừa dịp nắm giữ tiên cơ tiêu ngự hung hăng đâm tới phản thủ bối thứ tinh linh tặc đột nhiên né tránh dịch cốt một chiêu phản thủ bối thứ ra tay chờ người thật lâu tiêu ngự đột nhiên vặn sườn đôi mắt trở lên lạnh lẽo phản thủ bối thứ dùng phản thủ bối thứ để khắc chế phản thủ bối thứ chính là động tác tinh linh tặc nọ vừa thi triển, mặc dù vẫn còn khác so với động tác của tinh linh tặc, nhưng cũng đã học được chút da, dáng vẻ bên ngoài rồi. Phản thủ bối thứ làm tiêu ngự thuận lợi né tránh phản thủ bối thứ của tinh linh tặc, đồng thời một đòn phản kích sắc bén ra tay, gậy ông đập lưng ông. Khác với tiêu ngự, tinh linh tặc không có kỹ năng động hình. Phốc, phản thủ bối thứ của tiêu ngự vang lên một tiếng xuyên qua lưng của tinh linh tặc, độ hoàn thành 63%. 92 điểm giá trị thương tổn nhẹ nhàng hiện trên đầu tinh linh tặc. Chương 66, giảm tốc độc. Người này quả thực là một quái vật. Tinh linh tặc đấu khí trong đầu đã bị một kích này của Tiêu Ngự là cho tan rã hơn phân nửa, hơn nửa tình thế hiện tại đã ở thế hạ phong, tinh linh tặc không lòng dạ nào ham chiến, chạy như điên ra bên ngoài. Người trốn không thoát. Tiêu ngự trầm tĩnh một thanh chủy thủ xuất hiện tự như ra khỏi vỏ, giống như cái gai trong mắt liền xuất tới, chủy thủ trong tay phải đâm vào lưng tinh linh tặc. Sa nha chủy thủ bên trên lưỡi bôi một ít độc có hiệu quả giảm tốc, làm cho tốc độ của tinh linh tặc hạ thấp xuống. Phóc, chủy thủ từ trên lưng tinh linh tặc xẹt qua. Là trên đầu hắn vừa hiện lên một cái giá trị thương tổn, bởi vì tốc độ của tinh linh tặc rất nhanh kỹ năng dịch cô của Tiêu ngự không thể thi triển ra nên chỉ đâm chọc Tinh Linh Tặc một cái mà thôi. Lượng máu của hắn đã không còn nhiều lắm, chỉ có hơn 80, hơn nữa trong hành trang của hắn không có hạ cấp hồi phục hoàn trong nháy mắt, nếu không hắn đã sớm dùng rồi, muốn giết chết Tinh Linh Tặc tại đương trường, Tiêu Ngự đuổi theo không bỏ. Người này muốn làm cái gì? Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện Tinh Linh Tặc không phải hướng tới rừng cây bên cạnh mà thoát đi, mà là chạy thẳng tới đám thanh gia giả nhân. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Tiêu Ngự hiểu được ý nghĩ của Tinh Linh Tặc, nếu như Tinh Linh Tặc chạy vào rừng rậm Tiêu Ngự theo đuổi không ngừng, đến cuối người chết khẳng định là hắn, cho nên Tinh Linh Tặc mới nghĩ tới một phương pháp mạo hiểm, nhằm phía thanh gia giả nhân mà chạy tới. Ba thanh gia giả nhân phát hiện ra Tiêu Ngự cùng Tinh Linh Tặc, cua lan nhà bỗng vọt tới. Tiêu Ngự trong lòng do dự trong chốc lát, nếu đi theo Tinh Linh Tặc rất có thể gặp phải nguy hiểm. Tinh Linh Tặc chỉ còn lại 50 điểm huyết lượng bỏ qua như vậy tiêu ngự không cam lòng. Đúng lúc này, tinh linh tặc đột nhiên quay đầu. Chủy thủ màu lục trong tay trái đâm tới tiêu ngự. Tiêu ngự tay trái đã sớm thay bằng thanh chủy thủ có bôi chất độc xà tính thảo lên, phản xạ theo điều kiện cũng hướng tinh linh tặc đâm tới. Phốc, ngực trái tiêu ngự bị trúng một công kích của tinh linh tặc da dẻ liền biến thành xanh biếc, tốc độ nhanh chóng chậm lại, tiêu ngự nhìn thấy khóe miệng tinh linh tặc cười âm lãnh, tinh linh tặc tiến nhập trạng thái tiềm hành, chậm rãi biến mất trong tầm mắt tiêu ngự. Tên giảo hoạt, muốn mượn đau giết người, lợi dụng thanh gia giả nhân giết ta. Bất quá mi cũng đừng cao hứng quá sớm, tinh linh tặc đã trúng một kích của mình. Huyết lượng chỉ còn lại chừng hơn 20 điểm, phỏng chừng hắn sẽ nhanh chóng nhận ra mình bị trúng trí mạng độc, độc chất của xà tính thảo sẽ đem huyết lượng hắn về không, đến lúc đó hắn có thể cười được nữa không, tiêu ngự di động cực kỳ chậm, ba tên thanh gia giả nhân nọ quơ lan nha bỗng hướng tiêu ngự hung hăng đập xuống. Động hình Trong nháy mắt khi thanh gia giả nhân dơ lan nha bỗng đập xuống, tiêu ngự thi triển kỹ năng động hình, né tránh thanh gia giả nhân, vọt tới một bãi cỏ xa xa, một cái kỹ năng động hình đã tiến nhập vào trạng thái ẩn hình, tiến tới rừng cây bên cạnh, ẩn núp dưới một gốc cây đại thụ. Thanh gia giả nhân nhìn lan nha bỗng nền xuống mặt đất, nhìn mấy cái hố sâu, chúng nó cầm lan nha bỗng vuốt vuốt đầu nghi hoặc Tại sao mục tiêu công kích của chúng lại tự nhiên biến mất? Một giây, hai giây. Năm giây, nào. Tiêu ngự trong lòng lẩm nhẩm, khóe miệng mỉm cười, vừa dứt lời, thịt một tiếng, cách tiêu ngự chừng bảy mét, một người ngã xuống mặt đất, đúng là tinh linh tặc kia. Sau khi tiến vào trạng thái tìm hành, thoát khỏi tiêu ngự, tinh linh tặc kia huyết lượng bị trúng độc mà nhanh chóng giảm bớt, nằm giây qua đi, tất cả huyết lượng đã hết, ngã xuống mặt đất tiêu ngự đi tới bên người tinh linh tặc nhìn thi thể của hắn người này cũng là một cao thủ trên chiến trường thắng thua khó nói nói không chừng một ngày nào đó mình cũng sẽ ngã xuống dưới chân một người chơi nào đó không biết người này có cho ta đồ gì tốt không tiêu ngự lật tinh linh đạo tặc ra nhìn một chút tiêu ngự móc ra ở dưới chân tinh linh tặc được một cuộn da dê cũ nát hơi sửng sốt đây là cái gì tiêu ngự mở cuộn da dê ra đột nhiên mừng rỡ như điên không ngờ là cách đều chế chất độc giảm tốc, tiểu tử, ngươi thật là tốt bụng à. Tiêu ngự cao hứng lật xem cách đều chế chất độc một chút. Hạt chất độc xà hạt thảo, nhu cầu nguyên liệu. Một gốc xà hạt thảo, nước thuốc hòa tan, trung hòa hoàng thuốc. Hiệu quả độc tính, trúng độc tốc độ 3, tốc độ công kích 2. Yêu cầu ma dược học, sơ cấp. Xà hạt thảo là loại dược thảo nhất dai, cũng không quá hiếm mình tới minh dạ thành đấu giá hẳn có thể mua được, về phần nước thuốc hòa tan cùng nước thuốc trung hòa, có thể mua được ở cửa hàng NPC. Tiêu ngự thu lại cùng da dê, bỏ vào trong hành trang, lại vừa tìm tội dưới thân tinh linh tặc một chút, không có bất kỳ thu hoạch gì nữa, mỗi một game thủ sau khi chết chỉ rơi ra một kiện vật phẩm hoặc trang bị mà thôi. Nếu đã không có, quên đi, rơi ra một phương pháp điều chế, tiêu ngự đã thấy đủ. Tiêu ngự nhìn thoáng qua huyết lâm thảo xa xa, ba tên thanh gia giả nhân vẫn còn đứng cạnh đó, tiêu ngự tại chỗ khôi phục lại một chút, yên lặng chờ đợi ba tên thanh gia giả nhân đó rời đi, sau đó thu thập huyết lâm thảo rồi an toàn rời đi. Đã có bốn cây huyết lâm thảo, thu thập một cây nữa rồi trở về. Tiêu ngự nghĩ rồi, theo đường cũ trở về, một mặt tìm kiếm huyết lâm thảo. Sa cúc khi thu thập hoàn thành huyết lâm thảo nên đi minh dạ thành một chút, tới đó có thể đem ấu tể sơn miêu ra đấu giá rồi, sau đó mua một chút nguyên liệu điều chế chất độc xà hạt thảo. Được rồi, đã có cách điều chế giảm tốc độc, tại sao không chế tạo một ít mà bán ra nhỉ? Tiêu ngự mắt sáng lên, tìm được con đường kiếm tiền, hiện tại cách điều chế chất độc cũng không nhiều game thủ biết, có thể chế tạo ra chất độc cũng không có nhiều, tiêu ngự thừa dịp thời gian rảnh rỗi buổi tối, chế tạo ra một ít chất độc xà hạt bán ra, như vậy có thể khẳng định kiếm được không ít tiền lời. Chương 67, Minh Dạ Thành Cách điều chế chất độc này nằm trong lòng bàn tay tiêu ngự hóa thành một đạo bạch quan, tiêu ngự nhìn thoáng qua kỹ năng ma dược học của mình, đã có thêm một kỹ năng chế tạo chất độc hạt thảo. Tinh linh tặc kia tại sao lại đem cách điều chế chất độc chân quý như thế ở trên người, việc này trở thành một điều bí ẩn, có thể là hắn không học tập kỹ năng ma dược học nên không thể học cách điều chế này, hoặc là hắn đã học cách điều chế này rồi, không cần dùng quyển này nữa, chuẩn bị bán ra, nói không chừng. Món này mà bán trên thị trường ít nhất cũng có thể kiếm được mấy chục kim tệ đấy chứ. Tiêu ngự gật gù nghĩ thầm, hiện tại đang là cách điều chế chất độc giảm tốc phi thường ít nên rất trân quý, so với đồ lục trang còn đáng giá hơn. Thời gian còn sớm, ra khỏi áo phong hạp cốc trực tiếp tiến tới minh dạ thành hẳn có thể bầu trời đã tối mịt rồi. Tiêu ngự nhìn thoáng qua bảng cấp bậc, cao nhất vẫn là 10 cấp, phỏng chừng nhanh chóng lên 11 cấp, tiêu ngự cả ngày hôm nay không có luyện cấp, chờ chế tạo hạ cấp hồi phục hoàn trong nháy mắt cùng chất độc hạt thảo xong, nên đi thăng cấp, nếu không cấp bậc tự rơi xuống. Tìm tòi hơn 10 phút trong áo phong hạp cốc cuối cùng tiêu ngự cũng thu thập được huyết lâm thảo thứ năm. Rốt cuộc đã kiếm đủ rồi, nằm cây huyết lâm thảo. Tiêu ngự cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ hành trang, rời khỏi áo phong hạp cốc, ra khỏi khe sâu hướng tới chủ thành minh dạ thành mà chạy. Bản đồ rất lớn, Tiêu ngự không thể không đặt phần lớn thời gian ở trên đường. Thư địa tinh khí cầu cũng quá quý hiếm, từ ngõa tác đặt thành tới minh dạ thành khoảng cách vậy mà không ngờ phải mất tới bảy kim tệ, mấy chủ đầu não quả thật là cướp bóc mà. Tiêu ngự tức giận, hắn không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy để đi khinh khí cầu, nghe nói hiện tại bên ngoài trò chơi đều đem kim tệ đổi ra tới 30 đồng tiền. Bảy cái kim tệ chính là hơn 200 đồng tiền trò chơi mở ra thì thời kỳ đầu kim tệ là quý giá nhất theo trò chơi cấp bậc dần dần tăng lên kim tệ ngày càng dễ kiếm giá cả sẽ chậm rãi đi xuống đương nhiên tiêu ngự hiện tại sẽ không mang kim tệ ra bán thời kỳ ban đầu kim tệ thật sự quá trọng yếu tiêu ngự còn không có năng lực đối ngoại để bán ra kim tệ nếu như đem kim tệ bán đi mình sẽ có khả năng đi xuống mặt trời dần dần nghiêng về phía tây ánh sáng của chiều ta dần dần trải rộng xuống sa mạc đem nhụm lên sa mạc thêm vài phần sắc thái bi tráng. Phải đi nhanh hơn chút nữa. Ban đêm sẽ có rất nhiều quái vật hoạt động, bầu trời lúc tối đen là cực kỳ nguy hiểm. Tiêu ngự nhìn tọa độ, phải nhanh chân nên mới được, đi tới một sườn dốc, nhìn ra phía sa mạc xa xa, chân trời phía nam có một mảnh hắc ám bao phủ, mây đen thật lớn giăng khắp bầu trời. Đó chính là tử vong thiên mạc sao. Tiêu ngự nhìn chân trời phía trước thầm nghĩ, những đám mây đen đông nghiệp là cho người ta có một loại cảm giác bị đè ép. Tử vong thiên mạc, bầu trời tử vong, tử vong thiên mạc bao phủ xuống, trên sa mạc rộng lớn phía trước, một mảnh kiến trúc màu hoàng kim mênh mông kéo dài không dứt. Liếc mắt nhìn không thấy bờ đâu, quần thể kiến trúc này bên ngoài do cự thạch chất lên nhau tạo thành thường thành, nguy nga hùng vĩ, cao ước chừng hơn 10 mét, nhìn về phía kiến trúc trung tâm, có có thể nhìn thấy các kim tự tháp cao vút sang sát nhau, đây là kiến trúc đặc biệt của Minh Dạ Thành. Ồ, thật là rất tráng lệ, nơi đó chính là vong linh chủ thành Minh Dạ Thành sao? Tiêu ngự bỗng nhiên phát hiện, ngữ khí của mình cùng tinh hỏa có vài phần tương tự. Tiêu ngự chạy tới Minh Dạ Thành, trước khi sắc trời tối xuống, hắn đã kịp tiến vào Minh Dạ Thành. Tiến vào Minh Dạ Thành, tự như mới tiến vào thành vậy. Từ đồ vật mới mẻ là tiêu ngự bận tiếu tích, hắn tò mò nhìn quanh. Làm tiêu ngự kỳ quái chính là, khô lâu binh vai đeo áo choàng, tay cầm lưỡi hái cũ nát, cưỡi bộ hài cốt chiến mã cao lớn toàn thân màu áo giáp màu đen, thật là kỳ sĩ khủng bố, đủ loại vong linh sinh vật, giống hệt với người chơi, đi dạo trên đường, có một ít người chơi nói đi theo đám khô lâu binh đó, cố gắng cùng đám kỳ sĩ khủng bố nói chuyện, cố gắng trong miệng bọn họ lấy ra được một ít nhiệm vụ. Trên bầu trời truyền tới trận trận long ngâm, ngẩng đầu lên nhìn lại, trên tử vong thiên mạc thường thường có một ít cốt lông bay qua. Có mấy cốt lông không ngờ lại thản nhiên rơi xuống thành, hiên ngang đi lại trên đường cái. Loài người, ngươi vẫn thiếu nợ ta ba kim tệ, nếu hôm nay không trả tiền, ta sẽ giao ngươi cho phỉ á, ta tin chắc tên mẫu bạo lông kia sẽ rất thích ngươi, nàng hẳn là rất thích các nam nhân cường tráng. Một con cốt lông thật lớn dùng móng muốt của mình túng lấy một tên tử quỷ NPC, không chút khách khí nói một màn này làm cho tiêu ngự muốn choáng váng một đầu cốt lông lại có thể tự nhiên uy hiếp một npc vong linh tộc tiêu ngự cổ quái nhìn cốt lông kia nhìn cái gì vậy chưa từng thấy cốt lông đẹp trai như vậy sao cốt lông hung tợn trừng mắt nhìn tiêu ngự cái này xin lỗi con cốt lông này rất lưu manh tiêu ngự nhanh chóng rút lui dù đảng trong minh dạ thành những thứ nhìn thấy hết thảy đều làm tiêu ngự hoa mắt tiêu ngự hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần vong linh chủ thành minh dạ thành là một thành phố tồn tại của vong linh tộc cùng vong linh ở chỗ này vong linh cùng với vong linh tộc người giống nhau cũng có các suy nghĩ như loại người chỉ có loại vong linh ký khế ước với vong linh tộc người mới có thể nghe theo tộc người vong linh điều khiển trong minh dạ thành đi trên đường lớn thành phố phi thường náo nhiệt trên đường các dòng người đi qua không ngừng người chơi cùng vong linh tộc npc vong linh npc tất cả đều hỗn tạp khiến cho cả Minh Dạ Thành đều huyên náo. Trên đường lớn các nghề nghiệp gì cũng đều có cả, mặc các loại trang phục kỳ lạ, nguyên tố pháp sư, chiến sĩ, đạo tặc, ám vu, hắc vu, tuần thú sư, tác mãn. Các loại nghề nghiệp làm cho tiêu ngự hoa hết cả mắt. Ngoại trừ các game thủ ra thì ở trong Minh Dạ Thành các đoàn đội cũng không ít, khắp nơi đều kết bè kết phái thống nhất thành một đoàn đội game thủ. Trong đó có đoàn đội còn không đủ số 50 người để thành lập cấp 5 hỏa hệ nguyên tốt pháp sư lục trang, thuộc tính trung bình. 10 kim tệ, đang bán mọi người lại đây nhìn đi. 3 cấp tiểu cực phẩm chiến sĩ lam trang, chỉ cần 15 kim tệ, không nên bỏ nở. Hai bên khu phố này bày các loại quầy hàng, những thanh âm hét to liên tiếp, so với chợ đêm của thị trấn nhỏ tháp ba khắc thì náo nhiệt hơn nhiều nhiều lắm, hơn nửa số trang bị bán ra so với thị trấn nhỏ kia thì lớn hơn cũng rất nhiều. Không biết đấu giá ở nơi nào. Tiêu ngự nhìn các kiến trúc khổng lồ ở chung quanh, mắt chợt sáng lên, tìm được rồi, hắn hướng đến quảng trường trung ương phía trước, một tòa kiến trúc hùng vĩ đi tới. Chương 68, Hồng ảnh phi phong Tiêu ngự đi vào trong khu đấu giá, đặt sơn miêu ấu tệ vào trong phòng đấu giá ký bán, đặt giá cả là 20 kim tệ, thời gian bán là 5 giờ. Tiêu ngự tìm tòi một phen, trong chỗ ký gửi đấu giá thì game thủ ký gửi bảo bảo cũng không nhiều, hơn nửa phần lớn đều là bảo bảo từ cấp 5 trở xuống, tiêu ngự phỏng đoán, con sơn miêu ấu tể này không chừng bán được giá tốt. Tiêu ngự lật xem các loại vật phẩm trong đấu giá, tìm kiếm xà hạt thảo cùng giảm tốc độc. Một lò giảm tốc độc không ngờ lên tới 3 kim tệ. Trên thị trường giá cả của giảm tốc độc làm tiêu ngự có chút giật mình. Giảm tốc độc như thế nào cũng là một vật phẩm tiêu hao, một lọ chỉ có thể sử dụng 5 lần, dùng hết 5 lần là không còn, đầu năm nay người có tiền thật là nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau, tiêu ngự cũng bình thường trở lại, làm một đạo tặc, giảm tốc độc là vật phẩm chuẩn bị, dù là bình thường không cần lắm, bọn họ cũng mua một lượng đặt trong hành trang, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, giá cả trên thị trường tự nhiên trở lên đắt đỏ. Sau một hồi lâu, tiêu ngự tìm được xà hạt thảo, xem xét giá cả đấu giá một chút, một gốc cây xà hạt thảo giá cả tầm 50 ngân tệ. Trên thị trường nhu cầu đối với hạt thảo cũng không lớn, ở loại tình huống cung lớn hơn cầu này, giá cả xà hạt thảo tự nhiên giảm. Tiêu ngự tính toán một chút, chế tạo một lọ chất độc xà hạt thảo ước chừng phải mất 2 kim tệ. Trên thị trường giá cả một lọ chất độc xà hạt thảo giá ước chừng 5 kim tệ. Như vậy chế tạo mỗi lọ chất độc hạt thảo, tiêu ngự có thể kiếm được 3 kim tệ. Như vậy mua bán kiếm tiền lời như vậy, sao không làm chứ? Tiêu ngự dùng năm kim tệ, mua 10 cây xà hạt thảo, ra khỏi nơi đấu giá tiến tới dược sư công hội. Đến dược sư công hội, tiêu ngự thoát ra ăn cơm rồi tiếp tục lo dinh vào game. Đem xà hạt thảo này cho vào nước tan ra, bỏ chút thuốc trung hòa vào làm trung hòa. Tiêu ngự cẩn thận tỉ mỉ dựa theo cách đều chế miêu tả, chế tạo lên chất độc của hạt thảo. Chế tạo thuốc là buồn tẻ cực kỳ thậm chí liên tục tới mấy canh giờ lận làm tiêu hao thể lực rất lớn chuyên chú nhìn chầm chầm vào biến hóa trong bình thuốc, tiếp tục bỏ vào một chút ít thuốc trung hòa, nhìn thấy trong bình hoàng thuốc dần dần biến thành màu nâu, tiêu ngự rốt cuộc cũng lộ ra vẻ cười tươi, bình chất độc xà hạt thảo đầu tiên đã chế tạo thành công. Từ khi quyết định trở thành một game thủ chuyên nghiệp, tiêu ngự đã coi trò chơi này là công việc của mình, mỗi việc làm trong game đều là phi thường nghiêm túc, không dám có một chút đại khá qua loa, tất nhiên bao gồm cả việc chế tạo thuốc. Hệ thống, Ngươi chế tạo hoàn thành hạ cấp dược hoàng hồi phục trong nháy mắt, độ thuần thuộc kỹ năng ma dược học vì một hệ thống. Ngươi chế tạo hoàn thành chất độc hạt thảo, độ thuần thuộc kỹ năng ma dược học, một tiêu ngự độ thuần thuộc kỹ năng đã lên tới 15 điểm. Một lọ rồi lại một lọ hoàng thuốc nữa được tiêu ngự chế tạo hoàn thành, năm bình hạ cấp trong hồi phục hoàng trong nháy mắt được sắp xếp chỉnh tề trên bàn. Bên cạnh là chín bình chất độc hạt thảo màu nâu. Hoàn thành nhanh nhìn những hoàng thuốc do mình chế tạo thành, trong lòng tiêu ngự tràn ngập cảm giác vui mừng. Hệ thống, ngươi đã bán được sơn miêu ấu tể, ngươi đạt được 37 kim tệ. 5 giờ. Nhanh vậy sao? Tiêu ngự kinh ngạc một phen, lúc chế tạo thuốc, hắn hồn nhiên không biết thời gian đã trôi qua, bất tri bất giác đã qua 5 giờ rồi, tiêu ngự tính một chút, chế tạo một lọ thuốc đại khái mất 20 p. Tiêu ngự nhìn hành trang một chút, sau khi bán đi sơn miêu ấu tể, bên trong đã có nhiều hơn 37 kim tệ, đối với giá cả như vậy hắn vẫn rất hài lòng. Tiêu ngự lắc bình thủy tinh trong tay một chút, hoàng thuốc trong bình chậm rãi biến thành màu nâu. Thành công! Lọ chất độc hạt thảo cuối cùng cũng đã chế tạo hoàn thành. Tiêu ngự đem tất cả hoàng thuốc trên bài bỏ vào trong hành trang. Về tới nơi bán đấu giá, tiêu ngự ném 8 bình chất độc hạt thảo vào trong khu đấu giá, còn giữ lại hai bình lưu lại dùng cho chính mình. Sau khi bán đi sơn miêu ấu tể, kinh tế của tiêu ngự tạm thời dư giả lên, lật xem hạng mục của đạo tặc một chút, nhìn xem có cái gì thích hợp cho mình dùng không. Hồng ảnh phi phong. Ánh mắt của tiêu ngự rơi vào một kiện áo choàng của đạo tặc. Là một kiện áo choàng lam trang hiếm thấy. Hồng ảnh phi phong, phẩm chất, lam trang. Phong ngực 12, 16, tốc độ di động 2, hiệu quả tiềm hành 7%. Yêu cầu cấp bậc 6 đồ tốt. Cái áo choàng này thuộc tính không tội, là món đồ lam trang phi thường khó kiếm, trên thị trường trang bị này tuyệt đối sẽ không nhiều, nhìn thấy cái áo choàng này, tiêu ngự lòng có chút ngứa ngáy, áo choàng trên người tiêu ngự là một kiện rác rưởi, nếu như có thể thay bằng cái áo choàng này, các thuộc tính sẽ tăng lên rất lớn. Người chơi trước đã ra giá là 21 kim tệ, đồ tốt không tiện nghi, cái áo choàng này không ngừng tăng giá. Tiêu ngự suy nghĩ một chút, tăng thêm một kim tệ. 23 kim. 25 kim. Nhìn thấy giá cả lại vừa tăng, tiêu ngự bỏ thêm vào hai kim tệ, tiền tài là vật ngoài thân, tăng lên thực lực mới là căn bản, nếu như không có tiền, mình còn có thể bán chất độc hạt thảo kiếm chút tiền. Tiêu ngự bỏ thêm vào hai kim tệ, sau khi trang bị được đặt 25 kim tệ, giá cả đã được ngừng lại. Thời gian đấu giá còn lại chừng 3 phút nữa, tiêu ngự kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần không cao tới 30 kim tệ, hắn đều có thể mua được. 26 kim. Trước khi đấu giá chấm dứt lại có người vừa bỏ thêm vào một kim tệ. 27 kim. Tiêu Ngự quyết đoán bỏ thêm vào một kim tệ, lúc này rốt cuộc đã không ai tăng giá, trước mắt cấp bậc các người chơi đều thấp, trừ đi tổn hao do luyện kỹ năng, một lần xuất ra 30 kim tệ cũng không có nhiều người, mà ngay cả một đại đoàn đội cũng không bỏ ra nhiều kim tệ một lần như thế được, 27 kim lần 1. 27 kim lần 2. 27 kim lần 3, giao dịch thành công. Theo tiếng hệ thống nhắc nhở, trong hành trang của tiêu ngự đã có thêm một kiện hồng ảnh phi phong, tài khoản cũng tự động trừ đi 27 kim tệ. Trang bị này hẳn là từ trên người bốt lục cấp trơi ta, thuộc tính không tệ lắm. 27 kim tệ, đáng giá. Tiêu ngự thay đổi hồng ảnh phi phong, áo choàng bị gió thổi lay động một chút, màu lam quan nhàn nhạt tỏa ra các hướng, như tự chứng tỏ mình đây là một kiện lam trang bị vậy. Tiêu Ngự nhìn ba lô một chút, tổng cộng vẫn còn lại 13 kim tệ, nếu như không có gì tổn hao mà nói, hẳn là đủ dùng, tiền xài hết có thể kiếm lại được mà. Ngoại trừ thiếu vài cái nhẫn ra lúc này trên người đã thay toàn bộ đồ lam lục trang. Tiêu Ngự nhìn trang bị trên người thầm nghĩ. Trước mắt trang bị trên người Tiêu Ngự ở giữa các người chơi khác xem như không tồi rồi. Chương 69, tình đầu phai sắc. Nên ra ăn cơm chiều. Tiêu ngự nghĩ, ăn cơm chiều trước, còn phải đi ra ngân hàng một chuyến, tra xem tiền của ám ngục đã chuyển vào chưa. Tiêu ngự bỏ đầu khôi xuống, từ trên giường nhảy xuống, lúc này tiểu vũ còn chưa đi học về. Tiêu ngự tới một máy ATM ở gần nhà xem xét một chút, bên trong đã có nhiều hơn một ngàn đồng, ám ngục rất thủ tính, đã chuyển thù lao cho tiêu ngự rồi lần đầu tiên giao dịch với ám ngục rất thoải mái, ám ngục trả tiền rất thoải mái, đối với khách hàng như vậy, tiêu ngự rất hoan nhiên Một ngàn đồng với người có tiền thì không đáng kể một chút nào nhưng đối với tiêu ngự mà nói đó là một khoản tiền rất lớn. Tương đương với mấy tháng sinh hoạt của hắn cùng muội muội, đây chính là hiện kim đầu tiên hắn kiếm được trong trò chơi. Nghề nghiệp game thủ chuyên nghiệp cuối cùng cũng bán ra được ít tiền đầu tiên. Tiêu ngự tâm tình thoải mái, một mảng tương lai tưởng chừng đen tối của hắn cuối cùng cũng xuất hiện một ít ánh sáng ca có chuyện gì vui vẻ thế tiêu ngự đang đi về nhà một thanh âm thanh thúy quen thuộc làm hắn dừng bước tiêu ngự quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu vũ đang linh lợi đứng phía sau lưng tiêu ngự trên người mặc một chiếc váy trắng trên lưng là một chiếc bao màu cà phê một bím tóc đuôi ngựa sau lưng ngọt ngào cười tràn ngập âm thanh mùa xuân cùng ánh mặt trời tiêu ngự nhéo cái búi tóc của tiểu vũ vui tươi hớn hở nói đi chúng ta tới quán ăn của lâm tẩu ăn đi tiểu vũ nhìn tiêu ngự trầm tư trong chốc lát thoáng lộ ra vẻ cười tươi hân hoan nhảy nhóc nói ca không cho huynh làm xấu mùi phải ăn bát lớn với thông tuệ của tiểu vũ sao không đoán ra tại sao tiêu ngự lại cao hứng như vậy con mèo nhỏ tham ăn này hôm nay ca cho mồi ăn đủ tiêu ngự yêu thương vỗ cái đầu nhỏ của tiểu vũ ca hôm nay mùi gặp được lam hinh tỷ tỷ nàng đối với mùi tốt lắm là tỷ ấy tiễn mùi trở về tiểu vũ lôi kéo cánh tay của tiêu ngự tự nhiên một con bướm vậy chuyển động quanh người tiêu ngự không ngừng vui vẻ kể lễ chuyện cả ngày bác sĩ triệu là người tốt tiêu ngự nói nghĩ tiểu vũ đáng yêu như vậy muốn có người không thích cũng khó xem ra bác sĩ triệu này cũng không ngoại lệ ừ tiểu vũ đáp nhìn tiêu ngự một chút muốn nói rồi lại thôi làm sao vậy? Tiêu ngự nghi hoặc hỏi thăm. Không có gì. Tiểu vũ lắc đầu ngọt ngào cười, lộ ra hai má núng đồng tiền mờ mờ. Khu dân nghèo này có nhiều người biết tiêu ngự cùng tiểu vũ, nhìn thấy hai người tất cả đều nhiệt tình hướng đến chào hỏi. Nhìn thấy người quen tiêu ngự đều mỉm cười đáp lại thân thiện. Ca, huynh xem, là Yến Lâm. Tiểu vũ thở hổn hển biểu môi nói về phía trước. Tiêu ngự nhìn về phía tiểu vũ chỉ, một cô gái chừng 20 tuổi mặc một bộ váy màu lâm nhạt đang đi tới bên này, trên vai mang theo một túi vải màu trắng bạc, trên mặt trang điểm nhẹ, có vẻ rất tươi trẻ. Dung mạo của nàng xem ra kém Tiểu Vũ cùng bác sĩ Triệu, nhưng cũng được tính là xinh đẹp. "Tiêu Ngự, Tiểu Vũ chào các ngươi." Yến Lâm thấy Tiêu Ngự cùng Tiểu Vũ, chào hỏi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. "Xin chào." Tiêu Ngự hờ hững nói. "Hừ." Tiểu vũ tạm biệt qua loa. Không chút che giấu ác cảm của mình. Nhìn thấy vẻ mặt của tiểu vũ, Yến Lâm có chút xấu hổ. Tiêu ngự vuốt đầu tiểu vũ, ấy nấy cười nói, mùi ấy luôn như vậy, ngươi đừng để bụng. Yến Lâm gật đầu, đứng nguyên tại chỗ do dự một chút nói, ta phải trở về nấu cơm cho mẹ, rảnh rỗi qua chơi. Tất nhiên. Tiêu ngự thuận miệng đáp. Yến Lâm biết tiêu ngự nói qua là có lệ thôi, Yến Lâm nhìn sâu vào tiêu ngự một cái, cúi đầu vội vã rời đi. Nữ nhân này sau ca ca đừng để ý tới nàng nữa. Tiểu vũ quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói với tiêu ngự. Tiêu ngự nhìn thoáng qua bóng lưng của Yến Lâm bao nhiêu hồi ức tự như một cuộn phim hiện ra trước mắt hắn. Hồi còn nhỏ, tiêu ngự với Yến Lâm là bạn thân thiết, Yến Lâm luôn luôn đi theo sau gọi tiêu ngự ca tiêu ngự ca, cả ngày quanh quẩn bên người tiêu ngự, không chút che giấu ý thích của mình với hắn, khi đó nàng giống như nước vậy rất tinh khiết. Hắn tưởng rằng hắn sẽ cùng với Yến Lâm. Nhưng khi trưởng thành, có rất nhiều chuyện xảy ra. Tiêu ngự mặc dù nhìn như một người ôn hòa nhưng trên thực tế lại có lòng tự ái rất lớn. Có một lần hắn phát hiện ra Yến Lâm tận lực xa lánh mình. Tiêu ngự liền không lai like vãn gì với Yến Lâm nữa. Hắn không khẩn cầu sự thương xót của bất kỳ người nào. Yến Lâm mặc dù sinh trưởng tại xóm nghèo nhưng lại tiếp nhận được giáo dục rất tốt hoàn thành trung học rồi lại đi làm ở một xí nghiệp tư nhân nếu như có thể gả cho một người dẫn chương trình là có thể rời khỏi khu xóm nghèo này đi tới cuộc sống hạnh phúc mà tiêu ngự một người không có việc làm giữa hai người là có khoảng cách không thể xóa nhòa đi theo hắn nàng không thể có tương lai nguyên nhân vì thế quan hệ của hai người cuối cùng càng ngày càng xa cuối cùng đã như hai người dưng tâm tư của tiêu ngự có chút đau đớn không phải là vì không quên được tình cũ thời kỳ niên thiếu ngây thơ trong tình yêu đã sớm tan thành mây khói rồi nhưng là không biết tại sao mỗi lần nhớ tới tiểu cô nương có hai cái bím tóc cùng đôi mắt to như thủy tinh trong suốt kia là tiêu ngự không chủ động được trong tâm tự nhiên đau nhói nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm thất vọng của tiêu ngự tiểu vũ nhìn yến lâm đang xa xa dần hỏi ca ngươi vẫn còn thích nàng ta sao tiêu ngự lắc đầu nhìn về phương xa chân trời phía tây làm trời chiều như đổ lửa giống như muốn đem ánh nắng chiều ra hòa tan vậy, nhìn màu bầu trời nóng rực, trong mắt Tiêu Ngự hiện lên một tia kiên định, quay đầu nói với Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, ca ca nhất định phải làm cho muội có được cuộc sống hạnh phúc." "Vâng, muội tin mà." Tiểu Vũ nhìn mắt Tiêu Ngự, hiểu được, nặng nề gật đầu. Bóng dáng Yến Lâm dần dần biến mất cuối hẻm nhỏ. Nàng ở trong lòng Tiêu Ngự Tự như tấm vải hoa đang phai màu vậy, màu sắc chậm rãi mất đi chỉ còn để lại một ít sắc thái xám trắng mà thôi. Chương 70, chuyển nhà, dường như là Lam Hinh tỷ tỷ. Nhìn thấy bóng dáng kia tiểu vũ có chút ngạc nhiên vui mừng nói, "Đúng là bác sĩ Triệu mặc một trang phục thể thao màu trắng, trang phục rất ngắn gọn nhẹ nhàng, vai đeo một chiếc túi màu đen." có thêm vài phần khí chất tự nhiên thoải mái. Khác với khí chất tỉnh táo lão luyện khi nàng làm bác sĩ, nàng bây giờ thật là có một hương vị thanh nhã động lòng người. Mái tóc dài thật dài đen sẫm tùy ý tung bay trên vai, không cần quá nhiều trang phục nhưng cũng là các nữ tử khác cảm thấy tự ti về dung mạo của mình. Tiêu ngự rất khó hiểu tại sao bác sĩ triệu lại tới đây. Làm hình tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Tiểu vũ nhảy nhót chạy tới bên cạnh bác sĩ triệu tiểu vũ ta tới thăm muội một chút bác sĩ triệu cao hứng khi nhìn thấy tiểu vũ vẻ mặt lộ ra mừng rỡ nắm bả vai tiểu vũ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của tiêu vũ không nhịn được nhéo một cái có thể nhìn thấy từ đấy lòng bác sĩ triệu rất quý tiểu vũ thấy sắc quên ca tiêu ngự không nhịn được lầm bầm một chút mỗi lần mình quay về luôn luôn thấy khuôn mặt cùng bộ dạng hớn hở của tiểu vũ dáng vẻ giống hệt hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoan hỉ làm hình tỷ tỷ. Mùi giới thiệu một chút đây là ca ca của mùi. Tiểu vũ lôi kéo tiêu ngự nói. Bác sĩ Triệu, xin chào, chúng ta đã gặp mặt. Tiêu ngự lễ phép nói, đối với bác sĩ Triệu trong đáy lòng tiêu ngự có một tia kính sợ, một tia hâm mộ, nàng là sinh viên đại học y khoa tiền đồ thênh thang rộng lớn, có thể tới khu dân nghèo này mà làm việc đối với mình đáng giá để được tôn kính. Từng ngoại trừ lần trước gặp mặt ra ta còn nghe tiểu vũ thường xuyên nhắc tới ngươi. Triệu Lam Hinh thản nhiên cười nói. Tiểu Vũ nhìn một chút căn nhà gỗ thấp bé của mình, có hơi chút xấu hổ, sắc trời đã tối, không thể đứng ở đây được. Nhưng muốn mời người khác vào nhà, lại không tiện, trong nhà nhỏ hẹp căn bản không thể chứa đủ ba người. Tiểu Vũ mùi vào trước đi ta với ca ca của muội có chút việc muốn nói. Triệu Lam Hinh nói với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ dương đôi mắt xinh đẹp nhìn Triệu Lam Hinh một chút, vừa nhìn lại tiêu ngự, nàng đoán Lam Hinh tỷ tỷ tìm Tiêu Ngự nói chuyện, nàng nhu thuần đáp, "Vâng, vậy mùi vào trước đây." Tiêu Ngự rất khó hiểu, bác sĩ Triệu tìm mình có chuyện gì? Nhìn thấy Tiểu Vũ đi vào, Triệu Lam Hinh mở miệng nói, "Là như vậy, người nhà của ta đều di dân tới một hành tinh mới, hiện tại ở trên mẫu tinh chỉ còn có một mình ta." Mấy ngày hôm trước ta vừa mới ăn tân gia, một người ở trong căn phòng lớn, khó tránh khỏi có chút cô đơn, cho nên ta muốn tiểu vũ qua đó ở cùng cho vui cho tiểu vũ đi qua đó tiêu ngự nghe bác sĩ triệu nói qua có chút ngoài ý muốn suy nghĩ kỹ một chút điều kiện ở chung quanh đây quá ác nghiệt dưới hoàn cảnh này có thể tạo thành ảnh hưởng bất lợi tới thân thể hơn nữa ánh sáng trong nhà lại âm u như vậy cũng không thích hợp cho tiểu vũ học tập nếu tiểu vũ có thể đi theo bác sĩ triệu ở cùng một chỗ làm cho tiêu ngự an tâm hơn không ít như vậy thật phiền toái cho bác sĩ tiêu ngự nói đối với chuyện này mình có muốn tìm cũng không được nữa là nhưng là hắn không tùy tiện nhận ân huệ của người khác tiêu ngự sẽ thay tiểu vũ trả tiền phòng đầy đủ ta nói tiểu vũ chuyện này nhưng là tiểu vũ không đồng ý nàng nói phải ở chỗ này với ngươi triệu lam hinh nhìn tiêu ngự nói ta trở về nói với mụi ấy một chút chắc mụi ấy sẽ đồng ý tiêu ngự nói triệu lam hinh trừng mắt nhìn tiêu ngự nói, ngươi biết mùi mùi của ngươi nghĩ như thế nào sao? Ngươi làm sao biết mùi ấy đồng ý? Cái này. Tiêu ngự bị hỏi tới sững người. Ta biết tiểu vũ đang nghĩ gì, nếu ngươi không đồng ý đi cùng thì mùi ấy nhất định sẽ không đi. Triệu Lam Hinh nhìn qua căn nhà bằng gỗ, dường như có chút xúc động nói. Tình cảm huynh muội của tiêu ngự cùng tiểu vũ làm cho nàng có chút cảm động. Ta cùng đi. Tiêu ngự nao nao, cái này sợ là là hơi bất tiện nơi ở của ta có mấy phòng không nhiều hơn một hai người vẫn có thể ở được triệu lam hinh nhìn thoáng qua tiêu ngự nói ta không phải nói chuyện này tiêu ngự vội vàng nói ở cùng một người phụ nữ trong một căn phòng tiêu ngự đúng là không quen được tuy nói từ nhỏ tới lớn tiểu vũ đều đi theo tiêu ngự nhưng cái này không giống nhau tiểu vũ là mùi mùi của hắn về bản chất có sự phân biệt khá lớn với bác sĩ triệu Triệu Lam Hinh nhìn thoáng qua khu phó tràn ngập nước bẩn này. Đôi mắt trong suốt nhìn vào mắt tiêu ngự, nói, ngươi nhẫn tâm để cho tiểu vũ ở chỗ này. Cho dù ngươi nhẫn tâm, ta cũng không sẽ không muốn tiểu mùi tiểu vũ ở một địa phương này. Nghe được bác sĩ Triệu nói, trong tim của tiêu ngự bỗng chút đau đớn như kim châm, trầm mặt xuống. Nơi đó ta cũng không phải cho các ngươi ở không, các ngươi mỗi tháng phải nộp cho ta 300 đồng tiền thuê, trước tiên có thể nợ, sau này có tiền thì trả. Triệu Lam Hinh chần chừ nói, vẻ trầm mặt của Tiêu Ngự làm nạn có chút hoảng hốt. Tiêu Ngự biết, Triệu Lam Hinh nói như vậy là tránh làm tổn thương tới lòng tự ái yếu ớt của mình. Nhưng càng làm như vậy, trong tim hắn càng cảm thấy đau đớn. Tiền phòng ta sẽ trả. Tiêu Ngự nói, cuối cùng vẫn đồng ý với điều bác sĩ Triệu nói, lòng tự ái của mình không thể so sánh được với Tiểu Vũ. Ta đi đây, sáng sớm ngày mai tới nhé, Tiểu Vũ biết địa chỉ nhà ta. Ánh mắt của tiêu ngự đậm vẻ đau thương, là cho Triệu Lam Hinh trong lòng chua xót, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Triệu Lam Hinh từ tiểu vũ biết được, nàng mất cha mẹ lúc 7 tuổi, lúc đó tiêu ngự mới 12 tuổi, rất khó tưởng tượng bọn họ sống tới bây giờ như thế nào. Những vết sẹo dữ tợn trên người tiêu ngự chính là minh chứng cho cuộc sống của hắn. Vì tiểu vũ, hắn phải kiên cường hơn bất kỳ ai để có thể sống sót. Nhìn bác sĩ Triệu cúi đầu vội vã rời đi, tiêu ngự trong lòng cảm kích, cũng có một ít tâm tình phức tạp, lòng ngực tự như có một tảng đá lớn làm hắn thở không nổi. Ca, làm hình tỷ tỷ đi. Tiểu vũ nhìn tiêu ngự hỏi. Ừ. Tỷ ấy nói gì với huynh thế? Nàng ấy nói muốn chúng ta dọn qua đó. Ca đồng ý. Ừ, buổi tối hôm nay mùi thu dọn một ít đồ, sáng sớm mai chúng ta qua đó. Tiêu ngự nói xong đi vào bên trong. Tiểu Vũ rất nghi hoặc, với tính cách của tiêu ngự mà nói, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận ân huệ của người khác. Nhưng là sao lại đồng ý đề nghị của Lam Hinh tỷ tỷ? Nhìn theo bóng lưng cô đơn của tiêu ngự, tiểu vũ đoán được có thể vì mình mà ca ca mới đồng ý, hai mắt của nàng đỏ lên, cắn môi, cúi đầu thu dọn đồ vật.